Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình iGroup từ để tham gia dự án, các bạn click phần link mô tả, mình mở cái Telegram ra, bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Chương trình iGroup này các bạn làm nhanh nha các bạn. Khi tham gia dự án này các bạn sẽ nhận được một token có kêu là BLF. Giá trị của token này là 150 đô USD cho một token các bạn. Nên chương trình này có giới hạn là N5000 người các bạn, nên các bạn làm nhanh nha các bạn. Và các bạn bấm join iGroup tiếp tục nè. Rồi, đầu tiên thì các bạn cũng join vào nhóm chat và follow with Binbot Tower các bạn. Rồi, các bạn join vào này các bạn. Mới có 525 người các bạn, còn tới 4.000 mấy người. Chương trình này góp mới ra là mình làm liền cho tất cả các bạn đó các bạn. Rồi, Tower thì các bạn cũng follow vào Twitter. Rồi, các bạn chờ mình chút xíu nha tất cả các bạn. Ui dạ. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn cũng like và tờ quyết là bài ghi của nó nha các bạn. Phan để mình có thông tin con này list sàn cho tất cả các bạn. Cái chuyện list sàn tôi cần về thì miễn tôi cần về mình sẽ clip cho hướng dẫn các bạn bán sao nha tất cả các bạn. List sàn nào cũng được chứ. Rồi các bạn tan vào một người bạn cũng được, hoặc khỏi tan cũng được nha các bạn. Mình đi. Thôi khoan các bạn chờ mình chút nha các bạn. Tại vì mình tan những người bạn này cho những người bạn mình làm ai gấp theo mình thôi các bạn. Còn chương trình yêu cầu nó không yêu cầu tan hết các bạn. Và các bạn tự quyết lại xong các bạn mở Telegram ra. Các bạn nhập mấy đi tên nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot lock dự án chút xíu nha tất cả các bạn. Con này nếu mà về là ngon lắm nha tất cả các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join Telegram nhóm chat, các bạn nhấp vào đây các bạn kiểm tra, nếu join rồi bấm join các bạn. Rồi các bạn cũng gửi lại cái đường link profile cho anh em theo word của chị đấy. Tweet của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn cũng nhấp vào trang cá nhân đầu ngữ của mình nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ này nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba vô gạch trên đầu nè. Rồi bấm vào chia sẻ nha tất cả các bạn. Các bạn cũng thông cảm cho mình nha tất cả các bạn. Cái máy mình nó lót yếu quá. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi. Tôi quyết lên nha các bạn. Gỡ cái username lên. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn gỡ cho bot nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot nó phản hồi một chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng điền địa chỉ với chocolate RC20 chocolate máy xe led in token. Nó để xếp ba cái gì đó. Chép nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lại ETH của mình nè. Rồi các bạn join chào các bạn. Các bạn gỡ địa chỉ. Rồi các bạn gửi địa chỉ bot nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join không, các bạn gửi kiểm tra các bạn, ông multi. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn muốn don các bạn. Rồi các bạn muốn set các bạn. Rồi các bạn bấm status để có cái nhãn tôi cần các bạn. Get you balance. Cái này tôi cần nó cập nhật sau nghe tất cả các bạn. Menu. Rồi vậy chương trình này góp nó có nói nè các bạn cứ yên tâm mà dụ token đi, các bạn sẽ nhận được một token BLF nữa bạn. Nó sẽ kiểm tra những tài khoản nào hợp lệ, nó sẽ cập nhật và phân phối cho các bạn sau, hoặc là có thông tin điện form gì mình sẽ làm một cái clip tiếp theo cho mình nữa. Các bạn cũng đừng quên bấm nút like đăng ký cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình nha. Mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.